Hello, xin chào các bạn quay lại channel Riding on Coral thứ ba trong bộ Coral Zio là Coral Warp, một kẻ một rider nhưng với hai người sử dụng hai bản thể từ hai dòng thời gian khác nhau, một người bảo hộ đấng cứu thế của mình, một kẻ thì phục tùng Oma Zio. Và dòng thời gian của Zio sẽ như thế nào khi một kẻ đến từ tương lai một dòng thời gian khác, Warp trắng xuất hiện, sức mạnh của hắn ta đem tới thời đại này là gì? Chúng ta cùng bắt đầu lý của mình, Kamen Rider Warp, Third Rider trong series Zio. Beyond Driver! What? Action! Kamen Rider Warp, vũ khí biến hình của anh là Beyond Driver cùng với những chiếc Rywatch đến từ tương lai. Kamen Rider Warp được sở hữu bởi hai người. Người đầu tiên sở hữu chiếc Beyond Driver cũng là kẻ mang tới thời điểm của Zio 2018, chính là Warp trắng, một kẻ với quyển sách đến từ tương lai, hình dạng tương tự như Warp, hắn ta có tính cách hoàn toàn khác và luôn hành động một cách hết sức ti tiện. Tên này đến từ thực tại hoàn toàn khác, Nege đã trở thành đấng cứu thế, người đó thành công tiêu diệt Oma Zio bằng sức mạnh của đấng cứu thế. Hắn phò trợ Gay ở thời điểm này để nhằm đánh bại Zio, và hắn ta cũng không phải là kẻ chỉ đến đây để tham khảo sức mạnh như Warp, mà với vai trò là Third Rider trong series của Zio. Người thứ hai sở hữu chiếc Beyond Driver chính là Warp tại thời đại của Zio. Sau một màn lừa gạt qua lại giữa cả hai bên và được sự hỗ trợ của tên Another Zio 2, Warp đen đã dễ dàng chiếm được hết thượng phong và lấy được Beyond Driver từ tay Warp trắng. Mặc dù hắn ta có quyển sổ từ tương lai, nhưng cả hai đều tên Warp nên Warp đen đã dễ dàng đánh tráo cũng như có được sức mạnh của Beyond Driver. Cả ba form cơ bản bao gồm Kamen Witch, Kamen Rider Kikai cũng như Ninja, Warp đen và Warp trắng đều thể hiện sức mạnh tương tự nhau. Riêng với sức mạnh tối thượng của Kamen Rider Ginga, sức mạnh của toàn bộ những hành tinh và vũ trụ, chỉ có Warp đen là kích hoạt được nó, và lúc này Warp trắng đã hoàn toàn tiêu biến sau khi chấp nhận thực tại của Zio. Future Time! Sugoi! Shidai! Mirai! Kamen Rider Warp! Warp! Sử dụng Beyond Driver và chiếc Rywatch của chính bản thân mình trở thành Kamen Rider Warp. Kamen Rider Warp đại diện chiếc đồng hồ hiện đại, những chiếc đồng hồ thông minh hay chính xác là chiếc Apple Watch. Hắn ta với tạo hình chủ đạo là màu bạc, xen kẽ và là dây đồng hồ như hai Rider khác. Cùng với đó, tông màu xanh lá đại diện cho chiếc Rywatch của hắn cũng như Beyond Driver. Phần mặt của Warp khá khác biệt so với Zio cũng như Gay. Khuôn mặt là một hình vuông với những góc khác bo tròn, rất giống mặt đồng hồ, chiếc đồng hồ vừa kể trên. Không quá nhiều khả năng đặc biệt với hình dạng Rider, do Warp trắng ban đầu đã sở hữu quyển sách ghi chú tương lai, thứ mà hắn ta có khả năng kích hoạt ngay cả trong hình dạng Rider. Vũ khí chính của Coral Warp là ngọn thương Zikan Despair, phần lưỡi thương được mạ bằng một màu xanh clear. Cùng với đó là một bảng điều khiển đặc biệt với 4 biểu tượng có khả năng cảm ứng và chuyển hóa thành Zikan Despair thành hai hình dạng khác, bao gồm hình dạng lưỡi hái đại diện cho hình dạng Shinobi cũng như là cây gậy biểu tượng dấu chấm hỏi đại diện cho Coral Wish. Đòn tất sát của Coral Warp ở hình dạng cơ bản sử dụng Beyond Driver là Time Explosion. Warp sẽ bay lên không trung tạo ra một khối lập phương với biểu tượng gương mặt của mình ở phía sau kẻ địch. Cơ thể của Warp sẽ được bao bọc bởi luồng năng lượng xanh với biểu tượng gương mặt của anh xoay vòng quanh cơ thể ra một đòn Rider Kick vào kẻ thù, đá văng hắn vào khối lập phương, sau đó phát nổ kẻ thù. Shinobi Toei Future Time Dare ja? Ore ja? Ninja Futuring Shinobi Shinobi. Sự hiện diện của Warp trắng tại thời đại 2018 cũng làm ảnh hưởng đến dòng thời gian. Rider cũng như Another Rider tương ứng với hắn của tương lai đã được hé lộ trong giấc mơ Zio, Koro Shinobi. Tận dụng thông não chi thuật của Sogo trước tên Another Shinobi, một kẻ mà trong tương lai lại chính là người trở thành Koro Shinobi, Warp trắng đã sử dụng quyển sách của mình lấy được sức mạnh Rywatch. Hắn đã thành công và có được sức mạnh của Shinobi, sử dụng chiếc Rywatch và có được hình dạng Future Time hoàn toàn mới. Toàn bộ những màu sắc, những phần dây đồng hồ và mặt đồng hồ, phần thân trên của Warp đã được chuyển hóa thành màu tím. Hai vai được chuyển hóa thành hình shuriken chung với phần ngực. Ngoài ra Warp còn có thêm một tấm khăn tròn cổ màu tím, nó được đan xen bởi toàn bộ dây đồng hồ phía trước ngực hắn, nhìn giống như một cuộn vải quấn từ trước ra sau. Chiếc kim đồng hồ đã được chuyển hóa thành hình dạng giống như hai chiếc kunai đại diện cho ninja, là một trong ba thành phần tạo nên Gay Revive. Hình dạng Shinobi sẽ thiên về tốc độ. Tất cả những thuật mà một ninja sở hữu hắn đều có toàn bộ, từ khả năng phân thân chi thuật để tấn công hội đồng Another Ryuga, khả năng biến mất trở thành một chiếc bóng, tan biến dịch chuyển tức thời, thể thân chi thuật.
Tất cả những nhẫn thuật đó đều được thành thạo bởi Shinobi Form. Hai vai của hình dạng này có khả năng chuyển hóa thành những phi tiêu thật và tấn công kẻ thù với số lượng phi tiêu gần như là vô hạn. Vũ khí Zikan Despair sẽ chuyển hóa thành hình dạng lưỡi hái. Đòn tất sát làm nên thương hiệu của hình dạng này mang tên Ninja Art Time Binding Attack. Warp sẽ tạo ra hai bản sao và dùng chiếc Zikan Despair hất tung kẻ thù vào hai bản sao của hắn, sử dụng hai nhát chém năng lượng tấn công cũng như hủy diệt kẻ thù. Future Time Fashion Passion Question Futuring Quiz Quiz. Sức mạnh của Ninja đến từ tương lai 2022. Sức mạnh kế tiếp nhóm Sogo cũng như tên Warp này chạm mặt là Corowit, đến từ thời đại năm 2040. Gay không tin bản thân mình là đấng cứu thế nên cũng không chấp nhận sự tồn tại của tên Warp trắng, và hắn ta cũng chẳng cần điều đó. Vả vào mặt Gay và trực tiếp tước đoạt sức mạnh từ Corowit, hắn ta đã có được hình dạng Futuring Witch. Hình dạng của anh ấy cũng tương tự với sự biến đổi từ phần thân, với hai vai của hắn chuyển đổi thành dấu chấm hỏi trên toàn bộ cơ thể, và hai phần vai sẽ chuyển hóa thành xanh và đỏ. Gương mặt của Corowit cũng được chia thành hai màu và biểu tượng chiếc đồng hồ Rider cũng chuyển hóa thành dấu chấm hỏi. Chuyển hóa chiếc Zikan Despair thành hình dạng một chiếc trượng có hình dạng chấm hỏi trên đầu cũng với tông màu xanh clear. Sức mạnh của Wish sẽ dựa vào những câu hỏi. Sau khi góp chuyển dạng, hắn ta lảm nhảm vào những câu hỏi này với kẻ thù. Nếu kẻ thù trả lời sai, một đám mây đen sẽ bao trùm lên phía trên kẻ thù, dán một đòn sấm sét cực kỳ mạnh lên người của kẻ xấu số. Với một đòn tấn công quy lực như thế, nhưng đáng tiếc hình dạng Wish này lại là một trong những hình dạng cực kỳ phế của Coral Warp. Những câu hỏi luôn bị giới hạn của những vấn đề. Nếu kẻ thù trả lời đúng, gần như hình dạng này chả hề có tác dụng nào trong việc tấn công. Những câu hỏi không thể nào tìm được câu trả lời thì hắn ta cũng sẽ không thể nào kích hoạt được khả năng của Corowit. Đòn tất sát, hắn ta sẽ vung chiếc trượng của mình tạo ra hàng loạt các chấm hỏi bao quanh kẻ thù, sau đó phát nổ. Sky Toy Future Time Dekai Hakai Gokai Futuring Kikai Kikai. Another Kikai là tên Another hết sức kỳ lạ khi không hề có Karokikai nào xuất hiện. Karokikai chỉ tồn tại trong giấc mơ của Sogo, và anh đã nhận được mật khẩu để giải mã tên Another Kikai. Sau khi nhập mật khẩu, Warp đã có được sức mạnh Futuring Kikai, chuyển hóa anh trở thành hình dạng Kikai Form. Ở hình dạng này, phần thân trên của Warp được bao phủ bằng màu vàng kim với những cơ chế máy móc giống những bàn tay, những ống đẩy trên khắp cơ thể của Warp. Hai phần vai của hắn ta sẽ thay đổi giống như hai phần khác. Phần đầu đã được chuyển hóa thành hai bàn tay máy thay cho hai chiếc sừng Rider. Sức mạnh hình dạng Kikai này cũng rất đa dạng. Hắn ta khả năng thao túng con người, biến họ thành những công cụ cho hắn điều khiển. Và với tên gọi của mình thì máy móc cũng nằm trong số đó, tạo ra một luồng sóng năng lượng điều khiển những vật thể xung quanh để tấn công kẻ thù. Giống như hai phần vai của hai hình dạng trước, Shinobi sẽ tạo ra những chiếc shuriken. Hình dạng Wish sẽ tạo ra hai tấm biển để thông báo đúng hoặc sai cho câu hỏi. Hình dạng Kikai sẽ giúp Warp tạo ra hai cánh tay máy. Với tốc độ ra đòn của hai cánh tay máy này là vô cùng nhanh khi nhặt tất cả những Raiwatch trong khi đối mặt với Kaoru DN. Đòn tất sát mang tên Full Metal Break. Warp sẽ tấn công kẻ thù bằng hai phần vai, tạo ra hai móc câu khóa chặt kẻ thù. Trong lúc đó, chiếc thương Zikan Despair sẽ tụ năng lượng lại. Kẻ thù bị kéo trước mặt cũng là lúc ngọn thương đã tích tụ đủ năng lượng, ra một đòn tấn công hất văng kẻ thù cũng như kết liễu chúng. Ginga Finally Time Ginga Galaxy Uchu no Karata no Fantasy Boss Ginga Finally Finally. Warp đen, kẻ trung thành với Sogo, hay chính xác là Omazio, cũng là người đã từng trong quân cách mạng cùng với Gay và Tsukuyomi nhưng đã phản bội lại họ. Đó là tất cả gì chúng ta biết về tình Warp đen. Và thứ sức mạnh mà hắn ta có khác biệt hoàn toàn so với Warp trắng là hình dạng của Warp Ginga. Koro Ginga đã xuất hiện giữa trận chiến của Sogo cùng với lại Another Kiva. Tất cả mọi người đều phải kinh hoàng trước sức mạnh của Ginga, sức mạnh đến từ vũ trụ. Không có bất kỳ đòn tấn công nào có thể chạm vào hắn, cũng như sức mạnh của hắn thật sự quá khủng khiếp, tấn công bằng những luồng năng lượng từ vũ trụ. Nhưng cả ba người, Gay, Warp, Zio đã sử dụng vũ khí của mình và ra ba đòn Rider Kick. Nhờ sự may mắn đó, họ đánh bại Koro Ginga. Sau khi biến mất đã để lại một chiếc Raiwatch này đã nhanh chóng bị Time Sucker Swap thâu tóm được nó. Sau khi tước đoạt sức mạnh từ Time Sucker Swap,
Wop đã nhanh chóng giải cứu cho Zio bằng hình dạng Ginga khi anh ta đối mặt với Another Kiva. Wop, Ginga Form cũng giống như ba form cơ bản, hình dạng này cũng mang trong mình ba sức mạnh riêng biệt. Tạo hình của Ginga Wop thay đổi hoàn toàn. Với tên gọi của hình dạng cơ bản là Ginga Finally, anh ấy được phủ bởi một bộ giáp đặc biệt với những hoa văn tượng trưng cho thiên văn, cùng với đó là những hành tinh trên hai vai và mặt trời ở chính giữa cơ thể. Hình dạng đĩa bay tượng trưng cho sức mạnh người ngoài hành tinh trên hai vai, cũng như được phần áo tròn với những biểu tượng thiên văn và vũ trụ. Hai chiếc kim đồng hồ cũng được thay đổi màu sắc dựa trên phần mặt của Wop. Wop còn có hai hình dạng khác là Wakusei cũng như Taiyo. Phần chữ trên gương mặt và màu sắc của chiếc kim đồng hồ sẽ bị thay đổi, cũng như là Taiyo sẽ tạo hình một ngọn lửa và Wakusei sẽ có điểm tô những hành tinh. Sức mạnh chủ đạo của hình dạng Ginga liên quan mật thiết với vũ trụ, gần như có thể nói là Rider mạnh nhất chỉ sau Omazio, nhưng form này đáng tiếc là không được thể hiện nhiều. Anh ta có khả năng tạo ra những hố đen, tạo lực hút kinh hoàng khiến cho tên Carapun Hopper, một kẻ sử dụng block cup, cũng không thể nào di chuyển trước đòn này. Tạo ra một luồng lá chắn với sức mạnh từ vũ trụ đỡ hẳn một đòn Rider Kick từ Carer Kick Hopper, dán vào người anh ta mà không có bất kỳ say xước nào. Khả năng vô hiệu hóa Global Free tự đảm Another Pride vì anh ta chính là vũ trụ. Ngoài việc khác nhau về gương mặt, điểm khác nhau duy nhất của ba hình dạng hành tinh, mặt trời và hình dạng cuối cùng đó là đòn tất sát. Ở hình dạng cơ bản, Wop biến chiếc khăn tròn của mình đưa kẻ thù vào không gian vũ trụ, khiến hắn ta lơ lửng giữa không gian và ra đòn Rider Kick cực mạnh với luồng năng lượng vũ trụ xoay quanh của Rider Kick, tiễn biệt Another Kiva cũng như phá hủy rai quách của ả ta vô cùng đơn giản. Hình dạng Wakusei, biểu tượng trên đầu đã chuyển hóa thành một hành tinh, và đây là form anh dùng để khắc chế những kẻ thù thiên về tốc độ. Khi bọn chúng cứ chạy lanh quanh xung quanh anh, đòn Final Attack của hình dạng Wakusei sẽ tạo ra hàng loạt hành tinh rơi xuống như một cơn mưa thiên thạch khắp sân đấu, khiến cho kẻ thù sử dụng tốc độ luôn bị khắc chế bởi đòn này, kể cả những tên sử dụng Block Up hay là hình dạng Shibu của Gay Revive. Hình dạng cuối cùng, mặt trời rực cháy Taiyo, tất sát mang tên Burning Sun Explosion. Anh ta sẽ tụ lực năng lượng mặt trời nóng bỏng vào hai lòng bàn tay, phát ra hai nguồn nhiệt cực mạnh thiêu rụi kẻ thù, cũng như một đòn tấn công phát nhiệt ra toàn bộ cơ thể để làm nóng chảy thiên thạch từ bên trong. Và đó là toàn bộ những form mà búp trắng và búp đen đều sở hữu trong series của Zio. Ginga Fairly có phải là Rider mạnh chỉ sau Umazio hay không? Các bạn hãy comment phía dưới mình nhé. Mình là Rider On, watching. Bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip về Zero One nhé.